Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Cao Bằng phối hợp với Sở Lao động và Thương binh Xã hội vừa tổ chức trao tặng xe đạp cho học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn, khối tiểu học, trung học cơ sở tại địa bàn thành phố và Hòa An. Theo đó, 40 học sinh đã được trao tặng xe đạp với tổng kinh phí 108 triệu đồng, trung bình mỗi chiếc xe trị giá 2,7 triệu đồng. Chương trình Quỹ xe đạp chở ước mơ được Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ phát động từ năm 2014. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ 160 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với kinh phí 432 triệu đồng tập trung tại địa bàn các huyện Quảng Hòa, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hòa An và thành phố. Qua đó, động viên khích lệ các em học sinh nỗ lực vươn lên đạt thành tích cao trong học tập. Việc trao xe đạp đồng hành cùng học sinh đến trường là hoạt động thiết thực nằm trong chuỗi chương trình kỷ niệm 20 năm thành lập của công ty Bảo Việt Nhân thọ Cao Bằng. Ngoài việc đẩy mạnh hoạt động an sinh xã hội, công ty Bảo Việt Nhân thọ Cao Bằng nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả hoạt động kinh doanh, phát triển các dịch vụ tiện ích, nhất là triển khai các sản phẩm bảo vệ sức khỏe cho người dân trong điều kiện ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Đến nay trên địa bàn tỉnh có hơn 12.000 lượt khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ, bảo vệ chính tài chính chi trả quyền lợi bảo hiểm rủi ro và đáo hạn cho khách hàng với số tiền lên đến hơn 150 tỷ đồng.